Dẫn con Dương thần. Rồi, tới đây này. Nếu không có xe quý mộ thì dựa vào kinh tế
Tiếp tục người ta không nhớ đâu, bây giờ sao? Giờ các em nước có làm sạch, nước có làm sạch chúng ta có thể dễ dàng cái gì nè? Chiều cao trung bình, chiều cao trung bình tất cả ở thành phố nào? Thì đầu tiên các bạn sẽ có nhiễm trùng hay không?
cái thứ hai tuổi thai ở nào, thứ ba chuyển dạ hay chưa, dựa vào ba cái này để chúng ta có cái hướng xử lý. Bây giờ chúng ta chia ra nhiễm trùng và không nhiễm trùng. Đầu tiên đó là nhiễm trùng thì chúng ta sẽ làm sao? Khi có cái hành tiêu rõ ràng của nhiễm trùng, có nhiễm trùng. Đầu tiên khi mà tiếp cận những cái ra ở mỗi cái này, xem có nhiễm trùng hay không nhiễm trùng chúng ta làm. Rồi bắt đầu chúng ta đi theo cái hướng đó thì tiếp những cái hướng tiếp theo. Nhiễm trùng bắt buộc chúng ta phải kết thúc thải kỳ, phải kết thúc thải kỳ. Nhưng mà trước khi kết thúc thải kỳ phải làm gì? Sử dụng kháng sinh, kháng sinh liều cao. Từ lúc sử dụng kháng sinh cho đến lúc mà chúng ta kết thúc thai kỳ đó thì tốt nhất là 2 đến 4 giờ. Trì hoãn thế nào? Trì hoãn phải có điều kiện, nó phải hội chứng, phải hội chứng ba điều kiện. Cái thứ nhất là cái nhiễm trùng này được kiểm soát. Chúng ta có thể trì hoãn khi được kiểm soát là các cái dấu hiệu của mẹ được kiểm soát. Thế này không có gì hại. Thì 2 lớn hơn
time it was down. Thank you.
để cả em bằng cái gì? Tiện nhất của chúng ta đó là sử dụng visual control. Cả em đi số cái sớt bằng visual control. Visual control yêu 1/8 tiêu đặt cuối cùng bước nào. Các bạn chú ý cái này nè. Chúng ta cuối cùng chúng ta có thói quen đặt cuối cùng sao. Một bệnh nhân có nói cuối cùng sao chúng ta đầy nữa nè. Nếu chúng ta đặt cuối cùng sao thì nó sẽ cho người ta theo bạn. Do đó các bạn đặt cuối cùng nữa. Nhà nước thì sao cái sắp chạy về ta chuyển qua ổn định ổn định. Nhưng mà nếu chỉ số cái sóc này trải nghiệm rồi, các bạn đừng dội chuyển qua ổn định. Chúng ta chỉ chuyển qua sử dụng oxy ổn định chuyển rõ rõ khi đến thời điểm sau giờ. Tức là từ cái thời điểm đặt này nè, cho đến thời điểm mà chúng ta sử dụng oxy ổn định phải từ 6 giờ từ giờ. Tại vì ngay cả chưa đủ 6 giờ thì người ta ghi nhận số lượng cơ quan của mình. Đây, đó là nhân 36 phần. 34 nhân 36 phần là cái gì? Yeah, yeah. 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 Yeah.
Yeah.
chúng ta có bằng tham là gì? Khi sao thì không thể nào có được. À, sao lại phải mở rộng? Con này sao được không? Có cung mới ở ngoài sao cũng không tài được. Rồi, đây cái này có mở rồi. Các bạn có thể xử lý như thế nào? Giống như là khi nói không có nguy cơ gì cũng thôi, chứ chưa có nguy cơ gì cũng thôi. Như vậy em cần đầu tiên cần thiết là chúng ta làm cái gì? Cho ngay kháng sinh, kháng sinh. Thì đó là cái gì? Thức chủ hành thôi. Được, thật hỏi, đi nữa. Chậm dữ dạ. Chưa có cái gì thì chúng ta làm cái gì?
dưới này nè, đặt đen là hai góc nha, giờ là chi nhất là rõ hai mươi bốn ba mươi ba tuần sáu ngày đúng ba mươi bốn tuần công ty. Tại sao chúng ta chính xác dựa vào siêu âm ba tháng đầu? Vậy thì trong ba tháng đầu thời điểm nào siêu âm thì có thứ hai thì sao nhỉ? Cái còn thôi những ngày